suất liên ngân hàng nó giảm thì nó thấy một cái khả năng là các cái ngân hàng có hai biểu hiện, hai yếu tố. Một là khả năng huy động vốn của các tổ chức tín dụng đối với xã hội là nó đã được cải thiện, và cái thứ hai nữa là cái chất lượng thanh khoản trong nội bộ từng ngân hàng nó đã tốt hơn, được cải thiện hơn rất nhiều. Cho nên nó cái vấn đề mà chúng ta phải sử dụng cái lãi suất liên ngân hàng ấy, nó không còn là cái nhiệm vụ cấp bách của các tổ chức tín dụng để đảm bảo tính thanh khoản. Với cái việc thực hiện tốt cái kế hoạch tái cơ cấu các tổ chức tín dụng trong 5 năm 2012-2016 vừa qua thì chúng ta thấy rằng là các cái ngân hàng chúng ta nó đang ổn định, cộng thêm với việc điều hành vĩ mô của các tổ chức tín dụng mà ngân hàng nhà nước đã áp dụng thực hiện thì chúng ta thấy là chúng ta đang đi đúng hướng trong cái cách tổ chức tín dụng. Trong 6 tháng đầu năm 2016 chúng ta thấy việc kho bạc nhà nước đã phát hành thành công cái kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ với cái lãi suất thấp hơn lãi suất dự kiến, thì chúng ta đã thấy đây là một cái thành công nữa trong việc điều hành chính sách tiền tệ của chúng ta trong 6 tháng đầu năm nay.